Hi, lại là tớ Tiểu Dụ đây. Trong chuyên mục cẩm nang tân thủ lần này, Tiểu Dụ sẽ điểm qua các hoạt động daily trong Revelation Thiên Dụ nhé. Hôm nay, Dụ sẽ mời chị nghỉ mỗi chân dài nhịp sát đóng thế cho Dụ để đối gió một chút nha. Một ngày bình thường của tụi mình bắt đầu với 5 lần tâm linh, trong đó là 2 lần phó bản thường. Những hoạt động lần này đều có thể treo auto cùng với tốt chân may hết. Trong lúc auto cũng tranh thủ cử ra các đội để đi thám hiểm anh linh luôn. Sau khi đi hết các nhiệm vụ có thể auto rồi thì phải kêu gọi các nhà thám hiểm khác vào mới có thể đi được 6 tầng thanh lân trấn yêu nhé. Bồn ba phó bản xong thì sẽ về nghỉ chân ở Sulan, ghé thăm các sư huynh sư tỷ để hoàn thành đấu võ môn phái 5 lần. Mồ hôi ướt sũng thế này thì phải đi tắm thôi, đến quán lăng ba nào. Bây giờ tụi mình sẽ nộp lệnh giảm tải để hoàn thành nhiệm vụ nhà vạn sự và xây dựng guild. Rồi ghé con nộp cho thương hội một vài vật tư cần thiết mà tụi mình đã tìm được trong quá trình thám hiểm. Giúp đỡ thương hội thì ai cũng được thêm kinh nghiệm hết, nên nhớ là phải giúp đỡ lẫn nhau nha. Sau 2 giờ chiều thì khi nào rảnh tay thì chị em chúng tớ sẽ vào tinh kỳ tuyệt cảnh, chạy bo chiêu chiêu lấy cái top 1 để nhận ngọc khóa và danh hiệu nữa ý. Cuối cùng là leo tháp ngoài ô thanh lân. Mỗi ngày chỉ được 3 lần mượn các anh linh nhà người ta của các đại thần top trong danh sách bạn bè thôi, nên phải tranh thủ nữa nha. Kết thúc một ngày dài, bây giờ tụi mình chỉ chờ tới 7 rưỡi tối. Cùng mọi người trong view đi lên đảo tham lam, tìm vàng và cướp tài bảo nữa thôi. Sau đó là có thể về view để tổ chức tiệc hồ bơi cùng anh em rồi đấy. Đó, trung bình một ngày của Tiểu Dụ và các nhà thám hiểm ở lục địa chân mây thì có thế thôi. Ngày nào thì tụi mình cũng chăm chỉ và năng suất như vậy hết. Ngoài ra, trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật sẽ có những hoạt động khác trong game nữa đấy. Mọi người hãy nhớ theo dõi để tập sau chúng sẽ kể cho nghe nhé.